Năm nay, Misa cho ra mắt sản phẩm Misa SME 2023 với hàng loạt cải tiến đột phá, thông minh hơn và đáp ứng thêm nhiều nhiệm vụ mới, giúp bạn thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả. Thông minh hơn, thông qua việc tích hợp dịch vụ hóa đơn điện tử với các doanh nghiệp đang sử dụng Misa SME cùng với phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp khác như Viettel, Thái Sơn, VNPT, SME hỗ trợ lấy hàng loạt hóa đơn điện tử về để hạch toán, giúp tiết kiệm tối đa thao tác nhập liệu hóa đơn, xử lý chứng từ, thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý hóa đơn xuất bán tại các doanh nghiệp và đơn vị. Đáp ứng thêm nhiều nghiệp vụ mới. SME 2023 cho phép người dùng xây dựng dự toán chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí cho công trình, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch triển khai từng công trình một cách hiệu quả và khoa học. Với SME, các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản dễ dàng theo dõi, quản lý hợp đồng bán chi tiết theo nhiều đợt thanh toán. Đồng thời, phần mềm cũng chủ động nhắc nhở khi sắp đến hạn hoặc đã quá hạn thanh toán hợp đồng bán. Nếu là doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, thì bạn không thể bỏ qua phần mềm SME 2023. Bên cạnh việc cho phép nhập liệu và xem báo cáo đa ngôn ngữ Anh-Trung Hàn, chương trình cũng đã cung cấp báo cáo dạng song ngữ Việt-Anh và Việt-Trung, đáp ứng nhu cầu thực sự cần thiết của các doanh nghiệp có công ty con tại Việt Nam, cần gửi báo cáo cho tổng công ty ở nước ngoài nhằm mục đích quản lý và đánh giá số liệu. Misa SME 2023 đột phá trong công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Thông qua công cụ phân tích tài chính bằng nhiều phương pháp phân tích khác nhau, đi kèm với biểu đồ phân tích trực quan, dashboard phân tích trên từng phân hệ, Misa SME 2023 giúp các nhà quản lý doanh nghiệp giải mã được bức tranh tình hình tài chính về tình hình tăng giảm tài sản nguồn vốn, cơ cấu tài sản nguồn vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh, xu hướng biến động dòng tiền, từ đó giúp dự đoán tương lai và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển doanh nghiệp. Và còn rất nhiều tính năng và trải nghiệm tuyệt vời hơn chờ bạn nâng cấp lên Misa SME 2023.